Và kính thưa quý vị, được biết rằng bộ phim Việt Nam vượt sóng Journey from the Fall sẽ được công chiếu trực tuyến bởi Trung tâm Nghiên cứu Châu Á thuộc Trường Đại học Pittsburgh. Vào ngày 12 tháng 8, thì Trung tâm Nghiên cứu Châu Á của Trường Đại học Pittsburgh sẽ công chiếu trực tuyến bộ phim Việt Nam vượt sóng, tiếp nối với loạt phim Hot Night, Cold War. Theo tờ Pennsylvania, Pennsylvania Đưa tin thì bộ phim được lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật về những người tị nạn Việt Nam phải chạy trốn khỏi quê hương của họ sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam vào năm 1975. Chi tiết hơn, vượt sóng kể về việc tìm kiếm tự do gia đình của anh Long Nguyễn là một sĩ quan miền Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh Long Nguyễn đã quyết định ở lại Việt Nam. Bị giam trong trại cải tạo của Cộng sản, anh kêu gọi của gia đình gia đình của anh vượt biên bằng thuyền và để anh ở lại. Vợ anh là Mai, con trai anh là Lai và mẹ của anh sau đó đã bắt đầu một cuộc hành trình vượt biển gian khổ với hy vọng đến được Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, anh Long phải chịu đựng nhiều năm biệt giam và lao động khổ sai. Anh ôm nỗi tuyệt vọng cho rằng các thành viên gia đình của anh đã qua đời. Tuy nhiên, tin tức về việc họ tái định cư thành công ở Hoa Kỳ đã thôi thúc anh thực hiện một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để được đoàn tụ cùng gia đình. Kính thưa quý vị, buổi giới thiệu trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 5 giờ 30 phút chiều, bao gồm phần hỏi đáp trực tiếp với ông Hàm Trần, đạo diễn của bộ phim này. Những khán giả quan tâm có thể ghi danh trực tuyến để tham gia, kính thưa quý vị.